hơn. Không được, mình phải quay xong cái video này. Ra đây thì hôm nay thì mình sẽ ngồi ở đây để quay một cái video Q&A trả lời những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của các bạn dành cho mình. Và đây sẽ là một cái video để kỷ niệm 50.000 subscriber trên YouTube của chúng mình. Mặc dù là bây giờ khi mà đang ngồi đây quay cái video này thì đã được hơn 60.000 subscriber rồi. Mình biết là mình rất lười, nhưng mà các bạn sẽ bỏ qua cho mình đúng không? Mình thực sự rất rất biết ơn các bạn vì đã luôn theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng đưa ra những cái nội dung hay hơn, cũng như là những cái video chất lượng hơn. Và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình nhé. Và ok, không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Có thể là rất nhiều bạn mới theo dõi kênh của mình gần đây thôi, cũng chưa biết quá là nhiều về mình ấy. Thế là mình sẽ giới thiệu bản thân lại một lần nữa nhé. Mình tên là Bùi Ngọc Hà, mình sinh ra và lớn lên ở Lào Cai. Mình thì là cựu học sinh khóa 13 của trường trung học phổ thông chuyên Lào Cai, lớp chuyên trung khóa 6. Và sau khi tốt nghiệp ở trường trung học phổ thông chuyên Lào Cai thì mình đã sang Nam Kinh và du học. Về việc xin học bổng thì là mình tự xin 100%, chứ mình không có sự trợ giúp, không có sự can thiệp của bất cứ một trung tâm tư vấn du học nào cả. Và hiện nay thì mình đang là sinh viên năm 2 của chuyên ngành tiếng Trung thương mại của trường Đại học Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Để mà đến với quyết định là lập kênh YouTube này thì động lực đến từ rất là nhiều phía. Ngày trước ý, hồi mà mình chưa đi du học đâu, khoảng tầm 2-3 năm về trước khi mà mình học lớp 11, lớp 12 thì mình cũng có lên trên YouTube và xem những cái video về việc du học Trung Quốc. Thì hồi đấy mình có xem video của chị Tuyết Hoa này, của anh Dũng Kiều, của anh Đạt Hựa. Đó thì hồi đấy rất là ít người làm về cái việc du học Trung Quốc như thế này. Và có rất là nhiều những cái câu hỏi, những cái khúc mắc mà mình không thể nào mà tìm được câu trả lời trên mạng. Thế nên là mình mới có một cái suy nghĩ, đó là sau này nếu như mà được đi du học Trung Quốc thì mình chắc chắn là sẽ lập kênh YouTube để chia sẻ với mọi người về cuộc sống du học, cũng như là để giải đáp những cái câu hỏi mà hồi đấy mình không thể nào tìm được câu trả lời. Còn một lý do nữa đó chính là vì mình chỉ đi du học ở Trung Quốc có 4 năm thôi, thế nên mình muốn biến cái kênh YouTube này trở thành một cái cuốn nhật ký để ghi lại những cái thước phim về hành trình du học của mình. Và sau này khi mà nhìn lại thì mình có thể xem được cái quá trình hoàn thiện bản thân của mình này, xem được những cái suy nghĩ, những cái quan điểm sống ngày xưa của mình như thế nào. Và cho đến thời điểm này khi mà xem lại những cái video cũ thì mình chỉ nhận ra được đúng một điều thôi, đó chính là mình đã béo hơn quá nhiều. Việc đi du học thì thực sự đã thay đổi mình rất rất nhiều, đặc biệt là về suy nghĩ của mình. Bởi vì khi mà đi du học ý thì mình được tiếp xúc và được chơi với rất là nhiều những cái bạn mà đến từ các nước khác nhau trên thế giới. Thì mình đã học hỏi được các bạn đấy rất là nhiều điều. Và từ đó mà mình đã cởi mở hơn rất là nhiều ở trong suy nghĩ này, trong cách ứng xử cũng như cái những cái hành động của mình. Và cũng nhờ có việc du học mà mình trở nên tự lập hơn rất là nhiều ở trong cuộc sống. Bởi vì khi mà đi du học thì mình chỉ có một mình thôi, vì thế nên là mình phải học cách làm như thế nào để quản lý thật là hợp lý cái quỹ thời gian trong một ngày của mình, làm thế nào để quản lý chi tiêu, làm thế nào để có thể tiết kiệm tiền và đi chơi, đi du lịch với cả bạn bè của mình. Và bên cạnh đó thì mình tạo lập được cho bản thân rất là nhiều những cái thói quen mới, những cái thói quen tốt. Đi du học thì mình được tự do hơn, mình được làm những cái điều mà mình thích, những cái điều mà ngày xưa mình không có thời gian cũng như là không có điều kiện để làm những cái việc ấy. Tóm gọn lại thì cái việc du học đã giúp cho cuộc sống của mình mỗi ngày trôi qua đều trở nên ý nghĩa hơn rất là nhiều. Mình cười nhiều hơn, ít buồn hơn. Và mình cảm nhận được là cái việc du học đã giúp cho mình trở thành một cái phiên bản tốt hơn của bản thân mình.
Có một sự thật ít người biết, đó chính là trước khi mà nhận được giấy báo nhập học từ trường Đại học Nam Kinh thì mình đã thi đỗ vào trường Đại học Ngoại thương, là cái ngôi trường mà mình ao ước suốt từ hồi cấp 2 của mình. Đó, chính vì thế mà nếu mà không đi du học, học ở Việt Nam thì mình sẽ theo học chuyên ngành kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương. Hồi ấy thì áp lực chắc chắn là có rồi, mà đặc biệt đối với mình ấy thì trước khi thi đại học mình có tham gia một vài những cuộc thi khác và tất cả những cuộc thi ấy thì kết quả đều không được như mình mong muốn. Chính vì thế mà mình cảm thấy kiểu rất là sụp đổ, rất là buồn, càng cảm thấy áp lực hơn trong cái kỳ thi đại học này. Ôn thi đại học thì mình tập trung ôn vào một tháng trước khi thi, có nghĩa là cả cái tháng đấy mình chỉ có cắm đầu cắm cổ vào học thôi. Mình đi học ở trường này, đi học thêm, xong rồi học ở nhà tự học, lên mạng in ti tỉ những cái thứ đề về, xong bắt đầu bấm thời gian để luyện ở nhà. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, quan trọng nhất thì mình nghĩ là các bạn phải xác định thật là rõ cái mục tiêu của mình, cũng như là phải trả lời được hai câu hỏi: mình đang cố gắng vì điều gì và vì sao mình lại phải cố gắng. Bởi vì cái việc ôn thi đại học nó thực sự rất là dễ để khiến cho các bạn cảm thấy nản lòng luôn ý. Chính vì thế mà các bạn phải có một cái mục tiêu, có một cái đích đến thật là rõ ràng, để khi mà gặp khó khăn thì các bạn biết là mình đang cố gắng vì điều gì và sẽ tiếp tục đứng lên để cố gắng tiếp. Còn về mẹo thi này, rồi cách thi hay là cái phương pháp gì đấy thì mình cũng không có gì cả. Mình chỉ luyện tập thật là nhiều thôi, và cái việc luyện đi luyện lại thì nó sẽ một phần nào đó giúp ích gì cho các bạn. Có, chắc chắn là có rồi. Nếu mà các bạn học tiếng Trung ý, thì các bạn sẽ nhận ra một điều là cái thời gian mới đầu này, khoảng tầm 1-2 năm, tiếng Trung các bạn sẽ đi lên rất là nhanh. 1-2 năm đầu tiên khi mà học tiếng Trung thì sẽ là cái khoảng thời gian mà mình rất là phấn khởi, học rất là vào, rất là vui vẻ khi mà học được những cái kiến thức mới ý. Và bắt đầu từ năm thứ 2 sang năm thứ 3, năm thứ 4 thì khi đó các bạn đã có một cái kho kiến thức nhất định rồi, và bắt đầu chuyển sang giai đoạn đi chậm dần, kiểu tiến bộ rất là chậm. Bởi vì sẽ có những cái khi mà mình cảm thấy là mình biết rất là nhiều thứ rồi, thế nên là bây giờ mình không cần phải quá là vất vả như ngày trước nữa ý. Thế nên là mình tiến bộ bị chậm đi. Xong rồi, đặc biệt đối với mình mà nói ý, thì mình có một cái khoảng thời gian là ôn thi học sinh giỏi quốc gia. Có nghĩa là trong suốt 1-2 tháng đấy mình chỉ học tiếng Trung, không học một cái gì cả. Thế là mình thực sự kiểu bị ngộ độc tiếng Trung luôn, kiểu học sáng này, học chiều, học tối tiếng Trung, lúc nào cũng tiếng Trung ý. Thế là mình cảm thấy thực sự rất là ngán. Nói chung là mình chỉ muốn nói là học tiếng Trung cho giai đoạn đầu thì sẽ tiến bộ rất là nhanh, thì đó sẽ là cái thời gian mà mình cảm thấy vui vẻ nhất. Chính vì thế mà bạn nào vẫn đang ở trong cái giai đoạn đó thì các bạn phải cố gắng tận hưởng và cố gắng tích lũy thật là nhiều kiến thức nhá. Còn đây, như mình bước sang năm thứ 3, năm thứ 4 học tiếng Trung rồi thì mình sẽ cảm thấy kiểu bị nản đi, sẽ không còn quá là nhiều hứng thú khi mà học được những điều mới. Thì đấy là một cái kiểu tâm lý chung của tất cả mọi người rồi. Nhưng mà dù như thế nào thì cả khi mà mình chán nản, mình không muốn học thêm kiến thức mới nữa, thì mình cũng phải cố gắng luyện tập để những cái kiến thức đã học rồi, những cái kiến thức vốn dĩ thuộc về mình, nó không bị mất đi được. Khi mà cảm thấy bị stress này, khi mà áp lực quá lớn, thì việc đầu tiên mình làm đó chính là dọn dẹp căn phòng của mình thật là gọn gàng. Bởi vì khi mà đầu óc mình nó đã quá là rối bời rồi, mà về đến nhà nhìn thấy cái căn phòng của mình nó loạn tùng xạ hết lên, thì mình sẽ càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Và ngoài ra thì mình sẽ thường tìm đến con đường ăn uống. Khi mà buồn, khi mà stress, khi mà áp lực thì mình sẽ ăn rất là nhiều, kiểu mình ăn không biết no luôn ý. Và những cái lúc đấy thì mình thường tự thưởng cho bản thân những cái món mà bình thường mình nhìn vào mình cảm thấy nó rất là đắt này, mình cảm thấy rất là sót thì mình không dám mua. Thì những cái lúc đấy thì mình cảm thấy tâm trạng của mình sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và sau khi du học ít thì có một cách giải tỏa stress, đó chính là mình gọi điện về cho gia đình. Không phải là gọi để nói với ba mẹ là ba mẹ ơi con mệt quá, hay là ba mẹ ơi con đã bị stress hay như thế nào đấy, mà chỉ là gọi điện về cho gia đình xong rồi nói chuyện vui với nhau thôi. Thì những cái lúc như thế mình cảm thấy rất là ấm lòng và cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Mình thấy là cái câu hỏi này gần như là lần nào mình đăng video lên cũng có các bạn hỏi ở bên dưới phần bình luận ý. Mặc dù là ở phần mô tả mình đã viết rất là rõ là mình dùng máy quay nào, mình dùng phần mềm nào để edit cái video đấy rồi, nhưng mà có vẻ như là các bạn không quan tâm lắm cái phần mô tả đấy. Thế nên là hôm nay mình sẽ giới thiệu lại một lần nữa nhé. Về máy quay thì trước hết là mình sử dụng cái máy quay mình đang quay này là iPhone XR. Về máy ảnh thì đây, Canon 700D như thế này, xong kèm theo một cái mic của Rode
mình cũng không biết nữa. Đó, thì mình có gắn mic và cái máy ảnh như thế này thôi. Về phần mềm để edit video thì trước giờ mình sử dụng qua 3 phần mềm. Phần mềm thứ nhất đó chính là iMovie, phần mềm thứ hai đó chính là Premiere, và phần mềm thứ ba đó chính là Final Cut Pro X. Ok, trong video ngày hôm nay thì mình đã giải đáp những cái thắc mắc, những cái câu hỏi của các bạn dành cho mình. Mình biết là mọi người gửi cho mình rất là nhiều những cái câu hỏi, thế nhưng mình chỉ có thể chọn lọc trong đó một vài những cái câu hỏi mà có nhiều người quan tâm để trả lời cho các bạn thôi. Và mình hy vọng là sau video ngày hôm nay thì chúng mình đã một phần nào đó được hiểu nhau hơn. Và mình thực sự cảm thấy rất là biết ơn các bạn vì đã luôn theo dõi, đã luôn ủng hộ mình. Và video ngày hôm nay sẽ dừng lại ở đây thôi. Nếu như mọi người đã xem và thích video này thì đừng quên ấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình, cũng như là ấn vào hình chiếc chuông để có thể nhận thông báo mỗi khi mà mình ra video mới. Mọi người cũng đừng quên follow mình trên kênh Instagram Kiara Yêu Khớ, mình sẽ để link ở đây đó, để có thể theo dõi và cập nhật cuộc sống của mình một cách thường xuyên nhất. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào, bye.